Những chiếc bóng đèn LED tiết kiệm điện này là sản phẩm trí tuệ thanh niên khuyết tật. Hệ thống đèn LED phát sáng tiết kiệm điện năng từ 50 đến 75% so với đèn thông thường. Ý tưởng thì đã có từ năm 2008, nhưng mãi đến tháng 4 năm 2012, những sản phẩm đầu tiên mới được ra lò. 5 năm mày mò nghiên cứu, sáng tạo là 5 năm mà thầy và trò của Trung tâm Dạy nghề và Việc làm cho thanh niên khuyết tật này phải đối mặt với những khó khăn vì thiếu vốn phục vụ việc nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng về kinh tế tài chính thì thầy Huy thầy cũng than về này kia, em cũng chịu qua, nhưng mà cũng khuyên thầy cố gắng để vượt qua. Muốn nghiên cứu một cái mạch này, một cái bản nhựa này, chúng ta mua rất là nhiều tiền để đi làm khuôn, hết cả tỷ này đến tỷ nọ để mà ra được một cái khuôn đăng ký được như này. Đó là những cái khó khăn mà về cái ý tưởng thì có, nhưng cái mà để mà cái nguồn tài chính để mà thực hiện cái ý tưởng đó thì phải chấp phá, phải mượn chỗ này đắp chỗ kia thì mới lên ra được cái sản phẩm mà đang cầm trên tay thôi. 500 sản phẩm đầu tiên đã được gửi tặng cho các đồng bào và chiến sĩ ở Trường Sa thân yêu. Nhưng cũng sau mẻ đầu tiên ấy, việc sản xuất đèn LED Bình Minh, thương hiệu đăng ký của trung tâm, lại phải tạm ngưng lại. Thay vào đó, thầy và trò ở trung tâm lại chật vật đi tìm kiếm các đơn hàng gia công cho các đơn vị sản xuất đèn LED thương hiệu khác để tích vốn cho việc sản xuất sản phẩm của chính mình. Gia công một sản phẩm như thế này thì sẽ thu về được 300 đồng. Và gia công 30.000 sản phẩm như thế này trong một tháng thì mới đủ tiền vốn để đầu tư sản xuất cho 1.000 sản phẩm mang thương hiệu của trung tâm. Đây là cách mà những thanh niên khuyết tật ở đây đang xoay sở để có tiền vốn đầu tư cho việc sản xuất các sản phẩm do chính họ sáng tạo nên. Để sáng tạo ra một sản phẩm công nghệ đã khó, nhưng khó hơn nhiều là để họ sống được bằng chính những cái sản phẩm mà họ sáng tạo nên. Cứ như thế, lời giải cho bài toán thiếu vốn được thầy và trò ở trung tâm này giải quyết bằng một phương thức khá đơn giản như thế. Nguồn tài chính hạn hẹp, nhưng nơi này lúc nào cũng đầy ắp lòng nhiệt tình và sự say mê nghiên cứu khoa học. Ngay cả khi phải đối diện với tình trạng thiếu vốn và khó khăn đầu ra cho sản phẩm đèn LED của mình, thì thầy và trò của trung tâm vẫn không ngừng ấp ủ những dự định mới. Nhiều thứ em muốn làm nhưng mà chưa được đó. Và một cái bóng đèn mà có định vị ở trong đó, bóng đèn định vị để mình thắp trước nhà là ai tới nhà là mình trong nhà là mình biết. Được biết, ngoài cơ sở sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm đang tiến hành dạy nghề để mở các cơ sở mới ở Bình Dương, Hà Nội và Hải Dương. Thầy Tín cho biết, người khuyết tật vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng không thể vì thiếu vốn mà lại bỏ lỡ đi cơ hội được nghiên cứu, được sáng tạo của họ. Những thanh niên khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm được thì ở nhiều nơi khác các bạn ấy sẽ làm được. Song có lẽ để những dự định trên có thể thành hiện thực, chắc chắn sự nỗ lực của một trung tâm như thế này là chưa đủ.